Muốn kinh doanh, muốn bán hàng nhưng với chi phí thấp thì phải làm như thế nào? Khi mà sử dụng mạng xã hội để bán hàng á, các bạn có thể lập fanpage. Ví dụ như Facebook thì các bạn có thể lập fanpage cho Facebook để các bạn có thể tạo một cái tên thương hiệu, tạo một cái tên cửa hàng các bạn bán. Và hầu như tâm lý chung của tất cả mọi người hiện tại khi mà mua sắm á, thì sẽ đều tìm kiếm cái thông tin của cái sản phẩm đó hoặc là cái nơi cung cấp cái sản phẩm đó thông qua việc là search trên mạng xã hội hoặc là search trên Google, đúng không? Thế nên là việc mà bán hàng trên mạng xã hội trên Google nó cũng là một cái hình thức để bạn dễ dàng tiếp cận tới khách hơn. Lấy một cái ví dụ cụ thể như chính bản thân mình đi, bây giờ mình đang ở cái vị trí là một người bán thì mình không nghĩ quá nhiều, nhưng khi mình đặt ngược mình lại ở vị trí là một người mua, như vừa rồi là mình có chuyến đi Đắk Lắk thì khi mà mình muốn book một cái homestay hay một cái khách sạn để nghỉ á, thì hầu như là những thông tin ban đầu mình luôn tìm kiếm thông qua Google và mạng xã hội. Và ngay cả khi mà mình được giới thiệu một cái home thông qua một người khác thì mình vẫn lên trên Facebook để mình sờ xem cái tên home đó nó có ra một cái fanpage hay là một cái cá nhân nào đó hay không. Tại vì mình cảm giác là khi mà nó có một cái fanpage trên mạng xã hội, trên Facebook như vậy, nó có được nhiều người biết đến như vậy thì cái độ chính xác và cái độ tin cậy nó sẽ cao hơn. Đấy, đó là tâm lý chung của một người mua thôi, một người khách hàng thôi. Thế nên là việc mà bạn đem mạng xã hội ra bạn bán hàng thì nó rất là hữu dụng ha. Và cái cách thứ ba mà các bạn có thể biết hoặc là các bạn không biết gọi tên nó như thế nào thì đó là hình thức dropship. Dropship có nghĩa là các bạn không phải đầu tư vào cửa hàng vật lý, các bạn cũng không phải chi trả bất kỳ cái khoản nào cho cái việc là nhập hàng, hoặc là các bạn cũng không hề chi trả một cái khoản phí nào cho cái việc là quản lý kho hàng và quản lý nhân sự hết, tại vì nó hoàn toàn không cần thiết những điều đó. Việc của bạn cần làm ở đây chính là tạo ra một cái bài viết bán hàng, tạo ra một cái hình thức marketing cho cái mặt hàng đó và đăng tải trên những cái nền tảng mạng xã hội hay là trên những cái kênh thương mại trực tuyến nào đó mà bạn có. Thì ngay khi mà bạn nhận được đơn hàng, bạn nhận được cái nhu cầu của khách hàng, và việc tiếp theo của bạn phải làm là tư vấn và chốt đơn. Và khi bạn chốt được đơn hàng thì việc còn lại sẽ là do nhà cung cấp, họ sẽ trực tiếp gửi hàng đi cho khách, họ sẽ trực tiếp gửi hàng đến tay khách ha, rồi họ sẽ trực tiếp thu tiền, họ sẽ trực tiếp làm tất cả những cái khâu còn lại. Bạn không cần phải liên kết với bất kỳ một cái nhà vận chuyển nào hết, bạn cũng không cần phải làm những cái công đoạn gọi là sau đó nữa. Nhưng khi mà khách hàng nhận hàng, đơn hàng được giao thành công, được chốt thành công thì bạn đã có tiền rồi, bạn đã có hoa hồng rồi. Đó là hình thức dropship. Và cái hình thức dropship này nôm na nó cũng giống cộng tác viên mà các bạn thường hay nhắc đến, các bạn thường hay biết và gọi cái tên đúng của nó, thì đó là hình thức dropship. Và dropship này á, nó lại có một cái mặt mà nó hơi hạn chế, tức là nó giúp bạn tối ưu được cái chi phí bán hàng, tối ưu được cái chi phí mà đồng vốn các bạn phải bỏ ra cho việc bán hàng, và nó giúp bạn là tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, nó giúp bạn là kiếm thêm thu nhập tốt. Nhưng chung quy nó cũng chỉ phù hợp nếu như bạn nào chỉ có nhu cầu là bán hàng để kiếm thêm thu nhập, bán hàng là một cái nghề tay trái để kiếm tiền, bán hàng để uống trà sữa như những các bạn học sinh sinh viên, bán hàng để uống trà sữa, bán hàng để mua túi, bán hàng để mua quần áo thế. Đó. Đó, như vậy thì nó ok, như vậy thì nó phù hợp. Nhưng nếu như các bạn có mục tiêu là bán hàng để tạo dựng thương hiệu, bán hàng để nó trở thành một cái nghề chính của mình, bán hàng để nó trở thành một cái nguồn thu nhập chính thức của mình, hoặc là phát triển cái cửa hàng hoặc là cái thương hiệu của mình thành một cái chuỗi, thành một cái hệ thống, thành một cái thương hiệu lớn, thì cái hình thức dropship này nó không phù hợp. Nó không phù hợp nha. Tại vì bạn đang sử dụng cái uy tín cũng như là cái danh nghĩa của một cái cửa hàng hoặc là một cái đơn vị nào đó để bạn có thể gửi hàng đi cho khách. Nó không phải là của bạn nữa rồi. Nó không phải là một... Tóm chung là bạn cũng không thể nào chủ động được trong những cái khâu quản lý hàng hóa, chất lượng hàng hóa, rồi chăm sóc khách hàng hoàn toàn. Thế nên là bạn không có khả năng phát triển nó thành một hệ thống, thành một chuỗi hay là thành một cái thương hiệu nào hết. Bạn chỉ có thể kiếm được thêm tiền từ nó thôi. Bạn chỉ có thể kiếm thêm được thu nhập, một khoản thu nhập vừa phải từ nó thôi. Chứ không thể nào mà một cái công việc kinh doanh lâu dài được. Thế nên là nên cân nhắc ha. Tuy nhiên là cái hình thức dropship này thì nó rất là phù hợp đối với những cái bạn mà
học sinh sinh viên các bạn còn nhỏ tuổi nhưng mà các bạn muốn kinh doanh á thì nó lại khá là phù hợp, không phải đau đầu, không phải suy nghĩ quá nhiều, cũng như là không phải cân đo đong đếm quá nhiều cái đồng tiền mình có được. Thì mọi hình thức đưa ra nó đều có những cái mặt lợi hay là những cái mặt hạn chế khác nhau. Các bạn có thể dựa trên những cái đánh giá và so sánh để các bạn thực hiện nó, để các bạn chọn ra những cái hình thức phù hợp. Và cái cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tiết kiệm được cái chi phí khi mà bắt đầu kinh doanh, đó chính là các bạn đẩy mạnh marketing bằng chính bản thân mình, bằng chính những cái việc đại loại như bây giờ á, marketing á, thì hầu như là các bạn thấy người ta marketing bằng nội dung đúng không? Và cái việc marketing á, thì có những cái hình thức marketing phải trả phí, có những cái hình thức marketing mà các bạn không phải trả phí. Và đối với việc mà marketing thì marketing bằng nội dung nó lại là một cái hình thức nó dễ thực hiện nè, mà nó lại hiệu quả, nó lại đánh trực tiếp vào cái tâm lý của khách hàng luôn. Và marketing nội dung là như thế nào? Marketing nội dung tức là bạn sẽ viết blog, bạn sẽ quay video, review hay là mô tả sản phẩm. Viết blog, quay video, chung quy là mô tả sản phẩm, nói về những cái tính đặc trưng riêng của sản phẩm hoặc là những cái lợi ích hoặc là những cái mặt hạn chế của nó. Nói chung là thường thì sẽ show ra những cái lợi ích và những cái đặc điểm, những cái ưu điểm tốt của sản phẩm để thu hút khách hàng hơn, đúng không? Thế nên việc mà áp dụng marketing bằng nội dung á, bản thân, chính bản thân mình hiện tại, trước đây hoặc là hiện tại mình vẫn đang làm. Đương nhiên là khi mà thành một cái doanh nghiệp gọi là đủ vừa vừa lớn hay không, không quá lớn, tuy nhiên là bạn muốn trở thành một cái doanh nghiệp có tên tuổi, có thương hiệu, có mã số thuế này kia, thì đương nhiên bạn phải áp dụng song song rất là nhiều hình thức marketing khác nhau. Nhưng mà đối với mình thì cái hình thức marketing bằng nội dung á, nó luôn luôn cần thiết, và nó không chỉ phù hợp với những cái bạn mà là một cá nhân bán hàng, những cái bạn là bán hàng chỉ là kiếm thêm thu nhập, nhưng mà nó phù hợp với ngay cả những cái doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa đấy. Thì việc marketing bằng nội dung nó cũng giống như việc mình đang ngồi đây chia sẻ với các bạn, tại vì trước đây mình có những cái video nói về việc là marketing như thế nào cho hiệu quả và marketing bằng mạng xã hội, marketing nội dung. Các bạn chưa hiểu rõ là marketing nội dung thì sẽ làm những gì, thì lấy một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu là bằng việc mình đang ngồi đây chia sẻ với các bạn những cái điều này, thì nó cũng là một cái cách marketing bằng nội dung. Không chỉ là mình đem cái sản phẩm của mình ra mình nói, nhưng mà mình có thể nói những cái câu chuyện xoay quanh cái việc bán hàng và cái công việc hàng ngày của mình làm, hoặc là có thể là cụ thể hơn thì là làm những cái video hoặc viết những cái bài blog nói về cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh, đó, phân tích về sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Chắc chắn hình thức này nó sẽ tiết kiệm cho các bạn được một khoản rất là lớn trong cái vấn đề là phải chi trả cho marketing đó nha. Bởi vì chung quy á, thì bán hàng là phải marketing. Cho dù bạn có bán được đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hạn chế ở một cái con số nào đó hoặc là một khoảng thời gian nào đó ngắn thôi, đúng không? Tuy nhiên là nếu áp dụng marketing thì các bạn sẽ có thể nâng cái tầm của cái việc kinh doanh lên, các bạn có thể bán hàng tốt hơn, có thể nâng cái doanh số lên cao hơn. Đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Và trong cái bốn cách vừa rồi thì mình nghĩ là ba hình thức đầu tiên, ba cách đầu tiên thì các bạn có thể cân nhắc để áp dụng, các bạn có thể cân nhắc nó phù hợp với tình trạng hiện tại của mình để các bạn áp dụng. Tuy nhiên với cái cách thứ tư là cái cách marketing á, thì bất kể bạn chọn hình thức kinh doanh nào thì việc marketing là luôn cần thiết, luôn phù hợp. Thế nên là bạn phải ưu tiên làm cái cách thứ tư nha, để cho cái việc bán hàng của mình trở nên hiệu quả hơn, trở nên là tiếp cận với khách hàng nhiều hơn. Tại vì phải tiếp cận khách hàng thì mới bán được hàng, chứ giờ không tiếp cận được khách thì bán cho ai, đúng không? Và khi mà các bạn thực hiện những cái hình thức kinh doanh này á, thì điều mà các bạn nhận được đó chính là các bạn sẽ có thể kinh doanh với một cái mức chi phí rất là thấp, hoặc là các bạn không cần phải đầu tư quá nhiều cho cái việc kinh doanh này, không phải đầu tư quá nhiều chi phí. Các bạn bán được hàng dễ dàng hơn, các bạn tiếp cận khách hàng được nhiều hơn, nó sẽ đem lại cho các bạn một nguồn khách hàng tiềm năng rất là lớn. Và đương nhiên khi mà các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng, các bạn bán hàng dễ hơn thì doanh số sẽ tăng, mà doanh số sẽ tăng thì lợi nhuận cũng sẽ tăng theo. Và
Chắc chắn một điều là bạn sẽ hạn chế được cái tình trạng là chôn vốn tồn hàng nha, chắc chắn luôn. Khi mà áp dụng ba cái hình thức kinh doanh này thì cái điều mà giải quyết được luôn hẳn cái việc mà các bạn lo sợ là bị chôn vốn, bị tồn hàng, giải quyết được luôn cái vấn đề đó. Nó rất là hay và nó cũng rất là cần thiết. Nếu như mà bạn nào đang cần thì các bạn có thể xem chắc lọc và áp dụng hình thức nào phù hợp mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp với điều kiện hiện tại của mình, nó phù hợp với lại cái phong cách bán hàng của mình thì các bạn có thể áp dụng thử. Thật sự thì đối với việc mà cái cách đầu tiên là bán hàng trực tuyến á, thì trên thực tế không phải là chỉ những cái bạn mà muốn tiết kiệm chi phí khi mà bước ra kinh doanh, hoặc là những bạn mà không có khả năng chi trả cho những cái đó, chi phí đó, sinh học sinh sinh viên gì đó, thì bên cạnh đó vẫn có những cái nhà doanh nghiệp lớn hay ở những cái người mà đã kinh doanh lâu năm và những người người ta hoàn toàn dư khả năng để chi trả cho những cái khoản phí lớn luôn, nhưng người ta vẫn áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến. Tại vì nó không còn nằm ở việc là nó tiết kiệm chi phí không nữa, mà nó còn là nhu cầu mua sắm của tất cả mọi người. Hầu như là bán hàng trực tuyến hoặc là tạo ra những cái kênh bán hàng, những cái mạng xã hội để bán hàng á, thì nó là một việc làm cần thiết, do là cái nhu cầu mua sắm online, nhu cầu mua sắm trực tuyến của tất cả mọi người hiện tại nó rất là cao, nên là nó hoàn toàn khả thi cái cách số 1 này. Và chính bản thân mình cũng đang áp dụng cái cách số 1 này nha, nên là các bạn có thể cân nhắc. Tại vì mạng xã hội bây giờ phát triển mạnh quá, những cái nền tảng thương mại điện tử hay là những cái nền tảng gọi là để giao lưu á, thì nó quá nhiều đi, thế nên là khiến cho cái nhu cầu người ta cũng tăng cao. Và khi mà mình đã có được những cái môi trường như vậy rồi thì mình phải tận dụng để phát triển, đúng không? Các bạn có thể cân nhắc hình thức nào phù hợp với mình để mà lựa chọn, và luôn nhớ là mặc dù là bạn lựa chọn hình thức nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải đính kèm với cái cách thứ tư, đó chính là marketing nha. Marketing thì mới có hiệu quả được. Còn đối với việc mà các bạn muốn tìm những nguồn hàng tốt, để bạn có thể click vào cái link bên dưới phần mô tả ở phiên live này, hoặc là bất kỳ những cái video nào mà Phương update lên, thì nó luôn luôn có một cái link đính kèm 500 nguồn hàng uy tín chất lượng. Các bạn có thể click vào đó xem và tham khảo thử, biết đâu được sẽ có những cái mặt hàng mà bạn đang tìm kiếm và bạn cần nhập hàng ha. Và nó hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ một chi phí nào hết, nên là các bạn cứ việc click vào xem và ủng hộ mình nha. Nếu thấy những cái điều mình chia sẻ hay, bổ ích và thiết thực thì hãy nhấn like nè, đăng ký kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa để mình tiếp tục có những cái nội dung hay, có những cái nội dung mà nó cần thiết để chia sẻ với mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều.